Xin chào, xin giới thiệu đến anh em mẫu bật lửa kho hai tia cực rẻ, bán siêu chạy tại shop Ambe. Hôm nay Ambe làm lại cái clip để giới thiệu lại đấy, với cái đơn hàng mới thì quy cách đóng gói mới và màu sắc mới. Trước đây thì có màu đen, màu vàng và màu bạc. Hiện tại thì shop Ambe chỉ nhập được màu vàng thôi, bởi vì phía công ty cũng chỉ sản xuất màu vàng. Cái sản phẩm này đến từ thương hiệu Hornet, hộp hai lớp cũng rất là sang trọng đấy. Giá rất là bình dân, cực kỳ thích hợp cho làm quà tặng, biếu sếp, bạn bè, đối tác, đồng nghiệp. Đây là một chiếc bật lửa khò cực mạnh hai tia, thiết kế giống như ông hoàng xì gà Kohiba. Đó, cái màu sắc cũng rất là đẹp luôn, đặc trưng Kohiba, rất là sang trọng. Chất liệu bằng kim loại, rất là bền, không gỉ. Ở đây thì kèm luôn theo đục xì gà, rất là tiện cho anh nào mà hút xì gà nhé. Đấy, mình hay di chuyển đi xa. Ở đây còn nhìn thấy dung lượng ga. Đấy, hết ga thì mình cực kỳ dễ bơm. Đấy, bao gồm một cổng điều chỉnh ga to nhỏ cũng như là cái van để bơm ga. Em sẽ quạt thử. Đó, khò hai tia rất là mạnh, lửa rất là cao đúng không ạ? Cái này thì anh em có thể chỉnh mức lửa to nhỏ tùy thích. Đấy, anh em nào mà kết cái sản phẩm này vui lòng comment số điện thoại bên dưới video này, Ambe Shop sẽ liên hệ lại giao hàng cho anh em trên toàn quốc, hoặc là anh em có thể đặt mua luôn ở trên website ambe.vn. Đấy, để tiết kiệm thời gian thì em vui lòng gọi cho shop theo số điện thoại đang hiển thị ở trên màn hình nhé. Xin cảm ơn anh em rất là nhiều.